Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 8 tháng 8 2023, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Kế toán công ty dịch vụ làm đẹp. Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi Sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo, nhanh tay tải app Sàn Kế Toán tại CH Play hoặc Apple Store để trở thành thính giả đầu tiên. 1. Đặc thù công việc kế toán dịch vụ làm đẹp. Có thể nói ngành dịch vụ làm đẹp rất đa dạng loại hình và các hoạt động kinh doanh như là dịch vụ spa, massage, trung tâm thẩm mỹ viện, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp thì đòi hỏi người kế toán phải nắm vững những đặc thù cũng như từng nghiệp vụ riêng để đảm bảo hoàn thành tốt công việc. Các đặc thù kế toán công ty dịch vụ làm đẹp đặc trưng hiện nay là: các sản phẩm hàng hóa chủ yếu là các dịch vụ spa, massage, phẫu thuật thẩm mỹ, các hóa mỹ phẩm làm đẹp. Các sản phẩm được phân loại vào các nhóm như sau: sản phẩm làm đẹp, dụng cụ làm đẹp, thiết bị làm đẹp, thực phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp để quản lý và theo dõi. 1.1 Công việc của kế toán dịch vụ làm đẹp. Dịch vụ làm đẹp như spa, trung tâm thẩm mỹ viện là ngành nghề kinh doanh hot nhất hiện nay với nhiều tiềm năng phát triển. Xã hội phát triển, đời sống được nâng cao, vì thế nhu cầu làm đẹp chăm sóc bản thân ngày càng lớn, từ đó mở ra nhiều cơ hội lớn cho ngành spa. Kinh doanh ngành dịch vụ nào cũng cần đến bộ phận kế toán am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, vậy công việc phải làm của nhân viên kế toán ngành dịch vụ spa: quản lý và theo dõi lịch hẹn với khách hàng, nắm rõ những dịch vụ đang hoạt động spa, kiểm soát giá cả hàng hóa, mỹ phẩm mua vào, phối hợp làm các thanh toán cho nhà cung cấp, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu, thanh toán, tính giá thành, lập báo cáo tháng, quý, năm, thực hiện công việc hạch toán. Ngoài việc sử dụng các sản phẩm làm đẹp cho các dịch vụ làm đẹp, thì các công ty thường kinh doanh và bán các sản phẩm làm đẹp riêng cho khách hàng. Vì thế, kế toán cần nắm rõ phần này để quản lý, theo dõi và hạch toán chính xác. Hơn thế nữa, ngoài chất lượng dịch vụ được quan tâm và đầu tư không ngừng, thì việc bảo quản chất lượng sản phẩm cũng cần phải lưu ý, từ việc đóng gói, bảo quản, hạn sử dụng, để nhập kho, xử lý các hàng hóa hết hạn sử dụng. Ngoài ra, chất lượng các dịch vụ làm đẹp còn ảnh hưởng bởi thiết bị máy móc. Đây là một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi tính toán chi phí cũng như khấu hao. Để khách hàng tiếp cận được với công ty về dịch vụ làm đẹp, thì bạn cũng cần có chi phí quảng cáo, chi phí marketing quảng bá thương hiệu, chương trình chăm sóc khách hàng như tích lũy điểm qua thẻ. Chi phí thuê nhân viên chăm sóc sắc đẹp cũng là một khoản chi phí hạch toán cần phải lưu ý. Nói tóm lại, mỗi ngành nghề có những đặc thù riêng và kế toán công ty dịch vụ làm đẹp cũng vậy. Để hoàn thành tốt công việc kế toán hỗ trợ cho doanh nghiệp, thì kế toán công ty dịch vụ làm đẹp ngoài việc theo dõi, quản lý tốt doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp, để thực hiện các báo cáo thì còn phải quản lý hàng hóa, nhân viên. Vì thế, các doanh nghiệp cần tìm kiếm những kế toán viên có năng lực chuyên môn cao, có khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến ngành dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất về mảng kế toán thuế. 1.2 Tố chất của kế toán công ty dịch vụ làm đẹp. Một nhân viên kế toán ngành dịch vụ làm đẹp spa thẩm mỹ viện giỏi, đầu tiên phải có tinh thần trách nhiệm cao, hiểu rõ công việc được giao cũng như nắm rõ những yêu cầu mà spa thẩm mỹ đòi hỏi. Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê 5 tố chất mà một nhân viên dịch vụ kế toán ngành spa phải có. Phải có tư duy logic, có tính cẩn thận và tỉ mỉ, yêu thích những con số, phải là người có trí nhớ tốt, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu nhanh. Phải là người có nguyên tắc, trung thực và kiên nhẫn, luôn đòi hỏi mình với tính chính xác tuyệt đối, có trách nhiệm và có tính kỷ luật. Phải có nghiệp vụ kế toán tốt, biết sử dụng các nghiệp vụ phần mềm kế toán. 2. Cách hạch toán kế toán dịch vụ làm đẹp. Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn phương pháp và cách hạch toán dịch vụ làm đẹp spa thẩm mỹ viện. 2.1 Phương pháp làm kế toán dịch vụ spa. Bước 1, bạn cần xác định được các loại dịch vụ bên bạn: dịch vụ làm đẹp, dịch vụ phẫu thuật. Bước 2, xác định các mã dịch vụ trong loại dịch vụ mà bên bạn có: dịch vụ làm đẹp trong đó có dịch vụ chăm sóc da mặt, dịch vụ chăm sóc toàn thân, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, cấy mỡ mặt, cắt mí trên, cắt mí dưới, sửa mí ghép mũi, hút mỡ tạo hình, v.v. 2.2 Cách hạch toán kế toán dịch vụ spa. Theo thông tư 133 hạch toán kế toán dịch vụ spa, các chi phí nguyên vật liệu, nợ tài khoản 154 có tài khoản 152, chi phí nguyên vật liệu này được xây dựng định mức cho từng loại dịch vụ như mô tả phần 1. Chi phí nhân công, lương bác sĩ, lương nhân viên, nợ tài khoản 154 có tài khoản 334, chi phí chung như các chi phí trang phục, đồng phục, nợ tài khoản 154 có tài khoản 111, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ, như máy móc có giá trị bé hơn 30 triệu đồng, nợ tài khoản 154 có tài khoản 242. Chi phí khấu hao tài sản cố định như máy móc có giá trị lớn hơn 30 triệu đồng, nợ tài khoản 154 có tài khoản 214. Đối với thông tư 133 thì không có bút toán kết chuyển cuối kỳ, nên cuối cùng khi kết chuyển các dịch vụ, nợ tài khoản 632 có tài khoản 154. Theo thông tư 200 hạch toán kế toán dịch vụ spa, các chi phí nguyên vật liệu, nợ tài khoản 621 có tài khoản 152. Chi phí nguyên vật liệu này được xây dựng định mức cho từng loại dịch vụ như mô tả phần 1. Chi phí nhân công, lương bác sĩ, lương nhân viên, nợ tài khoản 622 có tài khoản 334. Chi phí chung như các chi phí trang phục, đồng phục, nợ tài khoản 627 có tài khoản 111. Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ như máy móc có giá trị bé hơn 30 triệu đồng, nợ tài khoản 6273 có tài khoản 242. Chi phí khấu hao tài sản cố định như máy móc có giá trị lớn hơn 30 triệu đồng, nợ tài khoản 6274 có tài khoản 214. Đối với thông tư 200 thì cần có bút toán kết chuyển chi phí, nợ tài khoản 154 có tài khoản 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, có tài khoản 622 chi phí nhân công trực tiếp, có tài khoản 6273 chi phí chung công cụ dụng cụ, có tài khoản 6274 chi phí khấu hao tài sản cố định. Trên đây, Sàn Kế Toán đã chia sẻ với các bạn một số nội dung liên quan tới kế toán công ty dịch vụ làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo. Sàn Kế Toán liên tục sản xuất các bài podcast về cách xử lý các tình huống kế toán hay gặp, được xây dựng bởi các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm. Để nghe đầy đủ và nhận thông báo bài podcast mới nhất, mời bạn tải ứng dụng Sàn Kế Toán, tìm việc làm kế toán ở trên chợ ứng dụng CH Play đối với máy Android hoặc App Store đối với máy iPhone. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài podcast gần nhất trên ứng dụng Sàn Kế Toán, tìm việc làm kế toán.